Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Thưa quý vị, và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ lá thư tìm người thân. Home Depot đang tuyển dụng 550 nhân viên ở vùng Los Angeles, California. Nhiều nghi can sử dụng keo dán và chức năng chạm thẻ để ăn cắp tiền từ các tài khoản sử dụng ATM của Chase Bank. Sở cứu quả cho biết, pin lithium của xe tay ga được điều tra là nguyên nhân gây ra vụ cháy năm mức báo động ở Bronx. Giá nhà tại miền Nam California thấp kỷ lục, doanh số bán nhà giảm 43%. Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố California không làm việc với Walgreens do thuốc pha thai. Hàng triệu người dân Mỹ gần tuổi về hưu nói rằng không có tiền tiết kiệm một người phụ nữ bị bắt vì dùng thuốc phá thai ở miền nam carolina thống đốc tiểu bang tennessee tuyên bố sẽ ký dự luật cấm việc chuyển giới và hạn chế các màn trình diễn track queen san francisco đã dậy sóng vì đề nghị đưa 5 triệu đô la cho mỗi người gốc phi châu việc tái tranh cử của tổng thống joe biden vấp phải sự phản đối từ một số đảng viên đảng dân chủ đại nhất phu nhân joe biden gọi đề nghị kiểm tra nhận thức tổng thống là nực cười ExxonMobil bị kiện vì thiếu hành động khi biểu tượng kỳ thị xuất hiện FBI treo thưởng 50.000 đô la cho tin tức về 4 người Mỹ bị bắt cóc tại Mexico Thổ Nhĩ Kỳ chê Mỹ bán phi cơ F-16 giá cao còn làm khó dễ Tổng thống Ukraine cách chức một loạt quan chức của Cục An ninh Lần đầu lãnh đạo tối cao của Iran lên tiếng về vụ nữ sinh bị đầu độc Vợ việc chồng Singapore bị tòa Singapore phạt 17.000 đô la vì phạm luật chống khỏa thân và tục tiểu. Tên Việt Nam, Việt Nam nợ chồng chất nhưng lại là chủ nợ của Mỹ với gần 37 tỷ đô la. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, Home Depot đang tuyển dụng 550 nhân viên ở vùng Los Angeles, California. Home Depot tuyển dụng 500 nhân viên làm việc toàn thời gian và bán thời gian ở miền Nam California chú trọng vào vùng Los Angeles và khu vực lân cận để chuẩn bị cho mùa xuân bận rộn, theo đài KTLA 5. Các nhân viên được tuyển dụng để làm dịch vụ khách hàng, bán hàng, giúp đỡ cửa hàng, hoạt động vận chuyển hàng hóa và mua hàng. Công ty không tiết lộ mức lương của từng vị trí khác nhau, nhưng dữ liệu của Truth.com cho thấy nhân viên bán hàng của Home Depot ở California được trả lương là 16 đô la 24 xu cho một giờ. Những người bán hàng thì được trả 15 đô la 96 xu 1 giờ và nhân viên của kho hàng được trả 18 đô la 37 xu 1 giờ. Home Depot khuyến khích những người tìm việc làm ghi danh và nộp hồ sơ trực tuyến. Công ty cũng sẽ tổ chức lễ hội Virtual Spring Career Days vào thứ năm ngày 16 tháng 3. Theo đó thì các nhân viên đang làm việc với Home Depot sẽ chia sẻ kinh nghiệm để những người tham dự hiểu rõ hơn về công việc khác nhau hiện có cũng như văn hóa và lợi ích của công ty Home Depot. Home Depot cũng cung cấp nhiều phúc lợi về sức khỏe và tiền ích bao gồm hoàn trả học phí, thưởng tiền mặt dựa trên hiệu suất làm việc, nghỉ phép có lương vì lý do gia đình, chăm sóc con cái, kế hoạch tiết kiệm 401k và chương trình mua cổ phiếu giảm giá của công ty. Công ty cho biết là trong 3 năm qua, nhân viên của Home Depot đã nhận được hơn 1,5 tỷ tiền thưởng Success Sharing Award. Home Depot hiện có khoảng 500.000 nhân viên và hơn 2.300 cửa tiệm trên khắp nước Mỹ, Canada và Mexico. Công ty có doanh thu 157,4 tỷ đô la cho năm 2022. Những quý vị nào cần công việc có thể điền đơn trực tuyến tại homedepot.com. Nhiều nghi can sử dụng keo dán và chức năng chạm thẻ để ăn cắp tiền từ các tài khoản sử dụng ATM của Chase Bank. Mặc dù rất tiện lợi nhưng ATM từ lâu đã là mục tiêu của những nghi can trộm cắp lừa đảo. Giờ đây một hình thức ăn cắp tiền mới đang được thực hiện bằng cách lợi dụng chức năng chạm thẻ và keo dán theo abc7 tính năng chạm thẻ sử dụng sóng radio để truy cập vào tài khoản mà không cần phải đưa thẻ vào atm nhưng một số khách hàng của chase bank cho biết nhiều nghi can ăn cắp đã sử dụng tính năng này cộng với keo dán để đánh cắp tiền của họ bằng cách bỏ keo vào khe nhận thẻ của atm các nghi can nói rằng chức năng đó không hoạt động và gợi ý cho khách hàng sử dụng chức năng chạm thẻ. Nhiều khách hàng không biết rằng sau khi chạm thẻ, tài khoản vẫn mở để thực hiện giao dịch tiếp theo. Trừ khi họ chủ động cancel, nhiều nạn nhân đã báo cáo trò lừa đảo này cho Chase Bank, nhưng tất cả đều bị từ chối vì khách hàng ủy quyền những khoản rút tiền đó. Bên cạnh đó, nạn nhân cho biết Chase sẽ không xem xét video giám sát vì số tiền bị mất dưới 5.000 đô la. Cuối cùng sau khi khách hàng của họ báo cáo sự việc nhiều lần, ngân hàng đã phải hoàn tiền cho họ. Có nghĩa là những cái kẻ gian này đúng không quý vị, đã dùng keo để mà dán kính lại cái chỗ đút thẻ vào. Thì họ đứng ở đó và họ kêu hãy tháp vô đi. Tháp là là để cái thẻ vào đó nó cũng cũng nó cũng hoạt động như là đút thẻ vào, vào như vậy. Nhưng mà trong lúc mà tháp như vậy thì cái tần số nó phát đi và họ có một cái máy thu. Thu những cái tín hiệu, những cái thông tin từ tài khoản của quý vị và họ ăn cắp từ đó. Sở cứu hỏa cho biết, pin lithium của xe tay ga được điều tra là nguyên nhân gây ra vụ cháy năm mức báo động ở Bronx. Theo các quan chức của sở cứu hỏa, ít nhất 7 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn ở mức báo động 5 ở khu phố Bronx của thành phố New York, được cho là do pin lithium gây ra. Theo sở cảnh sát New York, gần 200 lính cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa bắt đầu từ phần phía sau của một tòa nhà thương mại một tầng lầu tại Grand Conference và 181 Street, Ủy viên của Sở Cứu Hỏa New York FDNY Laura Kavanaugh nói với các phóng viên tại hiện trường vào ngày Chủ nhật rằng nguyên nhân của vụ cháy là do pin lithium ion của một chiếc xe tay ga. Kavanaugh nói, trong tất cả các đám cháy này, những đám cháy của pin nó không phải là một sự cháy chậm, không phải là một lượng nhỏ lửa mà nó bùng phát nổ theo đúng nghĩa đen. Đó là một đám cháy rất lớn ngay khi nó bắt đầu xảy ra, rất có dập tắt và vì vậy nó đặc biệt nguy hiểm. Kavanaugh cho biết các nhân viên cứu hỏa đã đến đám cháy vào khoảng 10 giờ 41 phút sáng, chưa đầy 4 phút sau cuộc gọi đầu tiên. Cô đã cho biết tất cả 7 người bị thương trong vụ cháy đều được coi là ổn định. Một người thường dân và một nhân viên dịch vụ khẩn cấp bị thương nặng và năm lính cứu hỏa cũng bị thương nhẹ. Sở cứu hỏa của New York đã nói vào ngày Chủ nhật, Hôm nay, chúng tôi không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại rất lớn. Toàn bộ tòa nhà phía sau của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Kavanaugh nói, mái nhà đã sụp đổ, không còn gì cả, tất cả chỉ vì một chiếc xe đạp điện này. Ủy viên cho biết cần điều tra thêm về lý do tại sao chiếc xe đạp bốc cháy. Cô nói rằng có thể là do sử dụng pin không đúng. Chiếc xe đạp điện đậu bên trong phía sau của một cửa hàng. Các quan chức cho biết vẫn chưa biết ai là sở hữu của chiếc xe. Cục chữa cháy đã thuyết video về vụ này. Đoạn phim dường như được lấy từ camera an ninh và cho thấy ai đó đã cố gắng dập ngọn lửa và đưa chiếc xe tay ga đi chỗ khác trước khi ngọn lửa bùng lên thị trưởng thành phố new york đã phát biểu trong một cuộc họp báo rằng mục tiêu thật sự của chúng tôi là thông báo cho công chúng biết rằng một thứ rất là đơn giản và có thể được coi là một dụng cụ giải trí nhưng nó rất nguy hiểm và có thể cướp đi sinh mạng của những người vô tội đây là một vấn đề thật sự mà chúng tôi đang gặp phải trong thành phố một chiếc xe đạp bằng điện chạy bằng pin đơn giản như thế này mọi người có thể bỏ nó ở nhà của họ hoặc để nó ở nơi kinh doanh của họ nhà hàng của họ bất cứ nơi nào mà họ muốn nhưng thật sự thì chúng ta không nên làm như vậy. Giá nhà tại miền Nam California thấp kỷ lục, doanh số bán nhà giảm 43%. Bình thường vào dịp lễ Giáng sinh, doanh số bán nhà giảm do người mua và người bán nghỉ lễ. Doanh số bán nhà trong tháng 1 vừa qua cho thấy tổng số giao dịch trong mùa Giáng sinh đã giảm xuống còn 9.938 ngôi nhà, là số giao dịch thấp nhất trong hồ sơ trong suốt 35 năm. Theo báo cáo của công ty dữ liệu bất động sản CoreLogic, hàng năm vào tháng 1 trung bình có khoảng 17.000 ngôi nhà được bán. Thị trường luôn chậm trong những ngày lễ, nhưng không chậm như vậy ông Ken Osborne của công ty Compass cho biết tại một ngôi nhà đang bán ở Long Beach, đó là lý do tại sao chúng ta quay trở lại vấn đề này, gặp gỡ mọi người, nói chuyện với mọi người. Tổ chức Open House, doanh số bán nhà của tháng 1 năm nay đã giảm 42,8% so với tháng 1 năm 2022 khi nhà bán nhanh gấp đôi, doanh số đã giảm so với mức của năm trước trong 14 tháng liên tiếp giá cũng giảm hàng tháng trong 8 tháng liên tiếp. Đây là lần đầu nhà giảm giá trong gần 4 năm. Một năm trước thì giá đã tăng 13% và hầu hết người bán đều nhận được nhiều hơn những gì họ đòi hỏi. Giờ đây thì hầu hết các nhà được bán dưới giá chào bán trong hơn 8 tuần. Số liệu của Redfin cho thấy, việc tăng gấp đôi lãi suất mua nhà từ năm ngoái là nguyên nhân chính gây ra sự thay đổi này. Dù giá nhà thấp hơn, tiền nhà hàng tháng đã tăng 38% trong năm qua vì lãi suất cao hơn. Tất cả là vì tỷ lệ thế chấp trong thị trường nhà đất. Ông Steve Thomas, tác giả của Report on Housing đã viết trong một báo cáo mới nhất của mình. Ví dụ một người có thể mua một căn nhà trị giá 1 triệu 20 ngàn khi lãi suất là 3,25%, nhưng chỉ có thể mua căn nhà trị giá 741 ngàn khi lãi suất đến 6% ông nói sự đòi hỏi phải giảm vì những hạn chế về khả năng chi trả của người mua và bất cứ người bán nào cũng phải bớt lại khi họ thấy các khoản thế chấp cơ bản bị khóa và có lãi suất cố định thấp trong khi đó, ngành bất động sản và tài chính bị ảnh hưởng nặng nề vì tình trạng thất nghiệp, sát nhập và thậm chí phá sản, ảnh hưởng đến các công ty môi giới và ngân hàng cho vay. Đây là bản phân tích theo quận hạt cho thấy tỷ lệ phần trăm thay đổi trong một năm. Giá trung bình của Los Angeles County giảm 2,9% xuống còn 763.000 đô la một căn, doanh số giảm 43,6% xuống còn 3.097 căn nhà được giao dịch. Giá trung bình của Orange County là 950.000 đô la một căn, không thay đổi nhiều so với năm ngoái, nhưng doanh số đã giảm 41,1%, xuống còn chỉ 1.291 giao dịch những ngôi nhà. Giá bán trung bình của Riverside County tăng 0,8% lên 539.250 đô la, nhưng doanh số đã giảm 43,3% xuống chỉ còn 2.069 giao dịch. Giá trung bình của San Bernardino County giảm 1,1%, xuống còn 450.000 đô la một ngôi nhà. Doanh số cũng đã giảm 46,5%, xuống còn 1.457 giao dịch. Thống đốc Gavin Newsom tuyên bố California không làm việc với Walgreens do thuốc phá thai. Ông Newsom tuyên bố rằng tiểu bang California sẽ không kinh doanh với Walgreens Boots Alliance vì quyết định không phân phối thuốc phá thai. Vào hồi tuần trước, Walgreens đã thông báo cho biết họ sẽ không phân phối thuốc Mifepristone ở 20 tiểu bang sau khi tổng trưởng lý đã đe dọa hành động pháp lý. Trong một dòng tweet, ông Newsom đã chỉ trích quyết định này và viết rằng California sẽ không kinh doanh với Walgreens hoặc bất cứ công ty nào thu mình lại trước những kẻ cực đoan và khiến tính mạng của phụ nữ gặp nguy hiểm. Chúng ta đã xong việc. Văn phòng thống đốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của các ký giả. Vào tháng trước, thì nhóm tổng trưởng lý đã gửi một lá thư tới CVS và Walgreens, nói rằng nếu họ bán mifepristone họ sẽ vi phạm đạo luật Comstock, một đạo luật năm 1873, quy định việc gửi các biện pháp tránh thai và các chất sẩy thai, nội dung khiêu dâm là bất hợp pháp, đồ chơi tình dục và bất cứ tài liệu bằng văn bản nào về các mặt hàng này. Theo Viện Gutmacher, một nhóm nghiên cứu tập trung vào sức khỏe sinh sản và tình dục, một số tiêu bang đã ký vào bức thư, bao gồm Alaska, Iowa, Kansas, Montana hiện cho phép tiếp cận phá thai, bao gồm cả thuốc phá thai. Trong một tuyên bố với ABC News vào tuần trước, Walgreens cho biết họ đã gửi một lá thư tới từng tổng trưởng lý xác nhận rằng họ sẽ không bán mifepristone ở các tiểu bang của họ. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rõ ý định trở thành nhà thuốc được chứng nhận để phân phối Mifepristone ở bất cứ nơi nào hợp pháp có thể. Một phát ngôn viên đã nói về quyết định của ông Newsom. Người phát ngôn cho biết Walgreens vẫn có ý định được chứng nhận theo chương trình của FDA để phân phối thuốc ở nơi khác nhưng vẫn chưa thực hiện được. Hàng triệu người dân Mỹ gần tuổi về hưu nói rằng không có tiền tiết kiệm. Số liệu thống kê do Cục Điều tra Dân số công bố vào năm nay dẫn đến một thực tế rất khó chịu. Hàng triệu người Mỹ gần đến tuổi về hưu không có tiền tiết kiệm và nói đúng với phụ nữ hơn là nam giới. Khoảng 50% phụ nữ từ 55 đến 66 tuổi cho biết không có tiền tiết kiệm hưu trí nào trong năm 2017, trong khi 47% nam giới đồng cảnh ngộ. Trong cùng nhóm tuổi, 22% phụ nữ có tiền tiết kiệm từ 100.000 đô la trở lên, trong khi khoảng 30% nam giới thì có số tiền tiết kiệm này. Một người phụ nữ bị bắt vì dùng thuốc phá thai ở miền nam Carolina. Một báo cáo từ các nhân viên tại một bệnh viện ở Greenville, tiểu bang South Carolina, một người phụ nữ 33 tuổi đã đến nơi này khi gặp cơn đau chuyển dạ vào tháng 10 năm 2021. Cô sinh ra một thai nhi chết non khoảng 25 tuần và 4 ngày tuổi. Nhân viên bệnh viện cho biết người phụ nữ thừa nhận đã uống thuốc phá thai để chấm dứt thai kỳ. Vụ việc xảy ra trước khi tòa án tối cao lực lượng phán quyết về quyền phá thai hồi tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã phát lệnh bắt giữ ngày 20 tháng 9 năm 2022. Đến tháng 2, người phụ nữ này đã bị Sở Cảnh sát Greenville bắt giữ. Sở Cảnh sát Greenville xác nhận người phụ nữ đã được thả một ngày sau khi bị bắt, nhờ được bảo lãnh với số tiền là 2.500 đô la, cô vẫn đang chờ xét xử. South Carolina, Nevada và Oklahoma là ba tiểu bang cho việc tự phá thai là luật hình sự. Đây cũng là tiểu bang đầu tiên thành công thay mặt cho thai nhi, cáo buộc chống lại người mang thai. Năm 1997, người phụ nữ tên là Cornelia Witter bị kết tội sau khi dùng cocaine trong tháng thứ ba của thai kỳ. Thống đốc tiểu bang Tennessee tuyên bố sẽ ký dự luật cấm việc chuyển giới và hạn chế các màn trình diễn crack queen ông billy thống đốc tennessee cho biết sẽ ký các dự luật đã được sở lập pháp thông qua hồi tuần trước trong đó cấm việc chuyển giới và hạn chế các màn trình diễn drag queen nơi công cộng. Ông Lee cho biết dự luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 sẽ bảo vệ trẻ em khỏi khả năng tiếp xúc với các trò giải trí khiêu dâm tục tiểu. Ông Michelangelo Signorile, một người dẫn chương trình, đã nói với Reuters rằng dự luật này nhắm mục tiêu vào việc tấn công drag queen như để chiều chuộng đảng Cộng Hòa, vốn rất cực đoan và đang thúc đẩy chương trình nghị sự chống lại cộng đồng LGBTQ ông sinorile nói thêm rằng người chuyển giới đã khẳng định chính mình nhiều hơn và nhiều tiểu bang nhiều thành phố trên khắp đất nước đã chấp thuận quyền của cộng đồng này khi được ký giả hỏi về bức hình thống đốc giả gái trong kỷ yếu thời trung học ông lee cho rằng điều đó thật lố bịch và cho biết mình đã bị lôi kéo ông sinorile cho rằng thống đốc đã ngụy biện đồng thời tiếp tục chỉ trích quyết định của ông lee các nhóm dân quyền và những người biểu diễn Trotkin cũng đã lên tiếng phản đối hành động của Tennessee cũng như một vài tiểu bang khác. Các bộ biểu diễn giả gái thường không liên quan đến khỏa thân, từ lâu đã phát triển mạnh mẽ và trở thành chính thống hơn. Trong những năm gần đây, những người biểu diễn nói rằng có thể điều chỉnh các buổi biểu diễn của mình để phù hợp với trẻ em hoặc là các gia đình. San Francisco đã dậy sống vì đề nghị đưa 5 triệu đô la cho mỗi người gốc Phi châu. Mỗi cư dân gốc Phi Châu nên nhận được 5 triệu đô la để bù đắp cho nhiều thập niên bị tổn hại, theo đề nghị của một ủy ban bồi thường thiệt hại tại thành phố San Francisco. Bản đề nghị này cho biết khoản chi sẽ bồi thường cho những người dân chịu tổn hại sau nhiều thập niên, đồng thời nó sẽ khắc phục những tổn thất về kinh tế và cơ hội mà người Mỹ gốc Phi Châu ở San Francisco phải chịu đựng do những chính sách có chủ ý hay ngoài ý muốn của thành phố. Ủy ban gồm 15 người cũng nói rằng cư dân gốc Phi châu từ các gia đình có thu nhập thấp hơn nên được tăng tiền lương để bắt kịp thu nhập trung bình của người dân thành phố trong 250 năm tới. Tuy nhiên, các đề nghị của ủy ban đã bị các chính trị gia chỉ trích là không nghiêm túc, thậm chí những người ủng hộ ủy ban cũng cho rằng số tiền bồi thường 5 triệu đô la một người đã làm giảm uy tín của cố gắng đòi được bồi thường. Ông Eric McDonald, chủ tịch ủy ban bồi thường và là giám đốc của Peacock Partnerships, một công ty tư vấn có trụ sở tại San Francisco, đã nói rằng con số này không dựa trên công thức toán học nào cả. Ông John Dennis, chủ tịch Đảng Cộng hòa tại San Francisco cho biết, ông sẵn sàng thảo luận về việc liệu cư dân người gốc phi châu có nên được nhận tiền bồi thường này hay không, nhưng đề nghị này không được nghiêm túc. Họ chỉ là một nhóm người bước vào và đưa đại một con số nào đó. Ông nói, trong báo cáo họ không đưa ra bất cứ phân tích hay lý giải cho con số này. Đây là cơ hội để cống hiến nghiêm túc và họ đã bỏ lỡ nó. San Francisco là nơi sinh sống của khoảng 50.000 người Mỹ gốc Phi châu. Nhóm cư dân này có thu nhập trung bình khoảng 44.000 đô la một năm, thấp hơn so với mức 105.000 đô la của người gốc Á, 85.000 đô la của người Mỹ Latin và 113.000 của người Mỹ da trắng theo dữ liệu của năm 2021. Để đủ điều kiện nhận bồi thường theo bản đề nghị, cư dân cần phải được xác nhận là người gốc phi châu, căn cứ theo dữ liệu công khai trong ít nhất 10 năm và đủ 18 tuổi. Người nhận bồi thường còn phải thỏa mãn một số yêu cầu khác, bao gồm phải sinh ra ở San Francisco hoặc di cư đến thành phố từ năm 1940 đến 1996 và sau đó sống ở đây ít nhất là 13 năm, khi nước Mỹ tìm cách bù đắp cho những tác động kinh tế lâu dài của chính sách phân biệt chủng tộc một số ủy ban bồi thường đã được thành lập để tìm cách khắc phục khoảng cách giàu nghèo giữa người da trắng và những người Mỹ gốc Phi Châu. Việc tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden vấp phải sự phản đối từ một số đảng viên đảng Dân Chủ. Ông Steve Shetleff, Từng bên cạnh ông Joe Biden vào những năm 2019, khi ông Biden nộp đơn tranh cử tổng thống tại quốc hội tiểu bang New Hampshire, ông từng liên tục đi khắp tiểu bang cùng với ông Joe Biden để tiếp xúc với cử tri sơ bộ và khi ông Biden cuối cùng đắc cử tổng thống, chính ông Shelat lúc đó là chủ tịch hạ viện tiểu bang, người đã tự hào niêm phong bị thư chứa 4 lá phiếu đại cử tri của tiểu bang New Hampshire, bao gồm cả tên của chính ông đến thượng viện Hoa Kỳ. Nhưng cho mùa bầu cử 2024 sắp tới, ông Shetlef đã giống như đa số đảng viên đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ, cảm thấy rằng một nhiệm kỳ là đủ cho Tổng thống Joe Biden. Trong thâm thâm tôi là không, ông Shetlef đã nói khi được hỏi ông có muốn ông Joe Biden tái tranh cử hay không. Tôi nghĩ nhiều người chỉ là không muốn nói thẳng ra điều đó. Các đảng viên đảng Dân Chủ trong khắp tiểu bang New Hampshire rất khó chịu với vị Tổng thống Dân Chủ vì ông đã cố gắng chấm dứt tình trạng của tiểu bang này là nơi tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống đầu tiên trong cả nước. Nhưng mối quan tâm của họ về Tổng thống Joe Biden sâu sắc hơn nhiều, phù hợp với đa số cử tri đảng Dân Chủ trên toàn quốc gia. Những người đặt câu hỏi về kế hoạch sắp khởi động chiến dịch tái tranh cử của vị Tổng thống 80 tuổi. Chỉ 37% đảng viên đảng Dân Chủ trên toàn quốc gia muốn tổng thống tái tranh cử trong nhiệm kỳ thứ hai, theo một cuộc thăm dò được công bố vào tháng trước bởi Trung tâm Nghiên cứu về các vấn đề công của AP. Con số này đã giảm 52% trong những tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm ngoái. Nhiều người lo lắng về tuổi tác của tổng thống Joe Biden, những người khác như ông Sherlock khó chịu về việc chính quyền rút quân lộn xộn khỏi Afghanistan và phe tiến bộ của đảng chưa bao giờ nhiệt tình với tổng thống Joe Biden. Tòa Bạch Ốc nói rằng điểm yếu mà đảng Dân Chủ cảm nhận về ông là chuyện cường điệu mà ông đã nhiều lần chứng minh là sai. Một ngoại lệ có thể New Hampshire là một tiểu bang dao động nhỏ có phiếu đại cử tri, có thể rất quan trọng trong một cuộc tổng tuyển cử chặt chẽ phía đảng dân chủ cho rằng ông biden đã có được những thành tựu quan trọng có thể thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử ông đã ký thành luật một dự luật cứu trợ đại dịch sâu rộng một gói hạ tầng công cộng khổng lồ luật an toàn súng liên bang mới đầu tiên trong nhiều thập niên và một kế hoạch toàn diện về sức khỏe và môi trường cho phép medicare giảm giá thuốc theo toa và dành hàng tỷ đô la để chống biến đổi khí hậu gia tăng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp cũng được cải tiến trong chính quyền của ông Tuy nhiên, ông đang phải vất vả với những thách thức gây gắt liên quan đến lạm phát, nhập cư bất hợp pháp, tội phạm và các vấn đề đối ngoại. Đệ nhất phu nhân Joe Biden gọi đề nghị kiểm tra nhận thức tổng thống là nực cười. Đệ nhất phu nhân đã bác bỏ những lo ngại về tuổi tác của tổng thống Joe Biden cùng đề nghị của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Nikki Haley về việc để các chính trị gia trên 75 tuổi thực hiện bài kiểm tra năng lực nhận thức. Thật nực cười, bà Joe Biden đã nói về đề nghị của Nikki Haley. Chúng tôi thậm chí sẽ không bao giờ thảo luận về điều gì như vậy. Bà cho biết khi được hỏi liệu chồng bà, Tổng thống Joe Biden, người sẽ 82 tuổi vào lễ nhậm chức nếu tái đắc cử, có nghĩ đến việc làm một bài kiểm tra như vậy hay không? Bà Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, là người hai lần đắc cử thống đốc South Carolina, lần đầu tiên đưa ra đề nghị này khi bà tuyên bố tranh cử tổng thống vào tháng trước. Bà đã đề nghị một bài kiểm tra năng lực tinh thần bắt buộc đối với các chính trị gia trên 75 tuổi vào hồi tháng 2 theo Bloomberg. Để những phụ nhân đã bác bỏ những lo ngại về tuổi tác của chồng mình, cho rằng lịch trình công du gần đây của tổng thống đã phản ánh sức bền bỉ của ông. Có bao nhiêu người 30 tuổi có thể đến Ba Lan rồi lên tàu đi 9 tiếng đến Ukraine gặp tổng thống Ukraine Zelensky, bà nói, hãy nhìn người đàn ông này, hãy nhìn những gì ông đang làm và hãy nhìn những gì ông ấy tiếp tục làm mỗi ngày. ExxonMobil bị kiện vì thiếu hành động khi biểu tượng kỳ thị xuất hiện. Hãng dầu ExxonMobil Corporation vi phạm luật liên bang vì không thực hiện những hành động cần thiết khi 5 chiếc thòng lọng xuất hiện tại khu làm việc ở Baton Rouge, Louisiana. Theo đơn kiện từ Ủy ban Công bằng Cơ hội Việc làm của Mỹ, EEOC, AP loan tin. Đơn kiện cho biết vào hồi tháng 1 năm 2020, một người nhân viên gốc Phi Châu nhìn thấy một thòng lọng treo cổ tại nơi làm việc ở khu nhà máy Baton Rouge, Louisiana do Exxon Mobil Corporation điều hành và báo cáo. Vào thời điểm này thì hãng cũng đã nhìn thấy ba chiếc thòng lọng khác được tìm thấy ở khu nhà máy. Tuy nhiên Exxon không tiến hành điều tra tất cả các khiếu nại hay có hành động ngăn chặn. Sau đó đến tháng 12 năm 2020, chiếc thòng lỏng thứ năm được tìm thấy tại khu vực này. EEOC cáo buộc ExxonMobil không cố gắng hành động và tạo ra một môi trường lao động có tính thù địch về chủng tộc. Trong tuyên bố vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 3, ông Todd Spitzer, phát ngôn viên của ExxonMobil cho biết công ty không đồng ý với các cáo buộc của EEOC. Ông khẳng định, ExxonMobil không chấp nhận sự hiện diện của các biểu tượng thể hiện sự thù ghét và không bao giờ khoan nhượng đối với bất cứ hình thức nào quấy rối hoặc phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Ông Rudy Sustader, luật sư tại văn phòng EEOC tại Houston cho biết, bất cứ hãng nào mà thấy được tại nơi làm việc của mình có những hành động xúc phạm hoặc đe dọa chủng tộc, thì họ có nhiệm vụ pháp lý thực hiện những biện pháp ngăn chặn tình trạng này. Luật sư cao cấp tại văn phòng EEOC ở Orleans cho biết, khi mà thòng lọng xuất hiện thì hãng cần phải hành động khẩn cấp vì đây là biểu tượng bạo lực từ lâu đời liên quan đến việc treo cổ người Mỹ gốc Phi Châu. Vào năm 2021, 8 chiếc thòng lọng xuất hiện tại công trường nhà kho của Amazon ở Connecticut. Lúc đó Amazon đã nhanh chóng đóng cửa địa điểm này khi tìm thấy chiếc thứ bảy. FBI treo thưởng 50.000 đô la cho tin tức về 4 người Mỹ bị bắt cóc tại Mexico. Vụ bắt cóc xảy ra dưới họng súng trong một cuộc tấn công ở Mexico vào ngày thứ Sáu vừa qua. Đài truyền hình NBC cho biết vào ngày thứ Hai ngày 6 tháng 3, bốn công dân Mỹ đã bị các tay súng tấn công và bắt đi ở một khu vực nằm ở miền đông bắc Mexico trong một trường hợp nhận lầm, theo giới chức biết về cuộc điều tra, nói với truyền thông. Giới chức này cho biết những người bị bắt cóc là do nhầm lẫn và không phải là mục tiêu chính. Những công dân Mỹ này đến thành phố biên giới Matamoros của Mexico để mua thuốc tay cũng theo giới chức cho biết vì những hóa đơn được tìm thấy trong xe ông andre manuel lobes operator tổng thống mexico cũng đưa ra lời giải thích tương tự thông tin chúng tôi có là nạn nhân đã qua biên giới vào mexico mua thuốc và có xảy ra một cuộc đối đầu giữa các nhóm và họ đã bị bắt cóc tổng thống đã nói, toàn bộ chính phủ Mexico đang điều tra sự việc này. Văn phòng FBI ở San Antonio của Texas cho biết những người Mỹ mất tích đã lái xe đến nơi đó vào ngày thứ Sáu trên một chiếc xe van màu trắng mang biển số của North Carolina. Tại đó, thì các nạn nhân đã bị những tay súng không rõ danh tính bắn và được đưa đến một chiếc xe áp tải khỏi hiện trường. Ông Ken Salazar, đại sứ Mỹ tại Mexico cho biết một công dân vô tội nước sở tại đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Các bức ảnh do truyền thông thu được cho thấy chiếc xe van của các nạn nhân đã đụng vào một chiếc xe khác trước khi họ bị chĩa súng và áp tải khỏi hiện trường. Một đài truyền hình đã xác nhận tính xác thực của họ bằng những bức ảnh và video. Một bức ảnh cho thấy một người phụ nữ đang nhìn rồi ngồi cạnh ba người nằm bất động trên mặt đất bên ngoài một chiếc xe van nhỏ màu trắng. Tất cả các cửa xe đều mở. Các bức ảnh khác cho thấy người phụ nữ đó sau đó đã dường như bị đẩy lên một chiếc xe pickup truck màu trắng. Thổ Nhĩ Kỳ chê Mỹ bán phi cơ F-16 giá cao còn làm khó dễ. Sau thám quà động đất lớn giờ đây Thổ Nhĩ Kỳ muốn đổi ý không mua phi cơ F-16 của Mỹ nữa vì giá cao, đòi hỏi thủ tục khó khăn trong khi khoa học kỹ thuật đã lỗi thời. Dự án này tốn tới 20 tỷ đô la. Ông Kogiy hình người trong Hội đồng Chính sách Đối ngoại và An ninh của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói và cho rằng có thể là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không theo đuổi thương vụ này nữa vì chẳng những phi cơ F-16 rất mắc mà còn vì quốc hội Mỹ đang kiêu kỳ chưa chịu gật đầu. Ông cũng cho rằng phi cơ F-16 đã lỗi thời và không thể cạnh tranh được các phi cơ chiến đấu phản lực khác. Thổ Nhĩ Kỳ nên lập tức quyết định không mua F-16 và đổi sang các phi cơ chiến đấu đời mới như F-35 của Mỹ. Chúng tôi có những lựa chọn khác để mà mua phi cơ của Trung Quốc, loại này đã được bán cho Pakistan, phi cơ của Nga và cả phi cơ chiến đấu Eurofighter của châu Âu. Vào cuối tháng 2 năm 2023, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã xác nhận lại rằng Mỹ không thể bán phi cơ chiến đấu F16 cho Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Tháng 4 năm 2021, Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình mua phi cơ F35 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S400 của Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cuối năm đó cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được đề nghị của Mỹ về việc mua phi cơ phản lực F16, loại phi cơ thế hệ cũ hơn so với F35. Bộ Ngoại giao Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nhà lập pháp tại quốc hội rằng, thương vụ bán phi cơ chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ là phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tổng thống Ukraine cách chức một loạt quan chức của cục an ninh Sắc lệnh này được công bố trên trang web Nguyên thủ quốc gia của Ukraine ngày 6 tháng 3. Sắc lệnh nêu rõ sa thải ông Olesen Viktorovich Yakusev khỏi chức vụ phó giám đốc Cục An ninh Ukraine. Tuy nhiên, lý do sa thải chưa được thông báo. Tổng thống Zelensky cũng sa thải ông Boris Bezuki, người đứng đầu SBU, tại các khu vực do Kiev nắm giữ của tỉnh Zaporizhia. Ông Eduard Evarov, người đứng đầu SBU ở tỉnh Sumy, Ông Igor Nosko, người đứng đầu cục bảo vệ bí mật chính phủ và cấp phép thuộc SBU, cùng với ông Oleksandr Porotarov, người đứng đầu bộ phận giúp đỡ kinh tế của SBU. Đồng thời, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm ông Oleh Krasnosubka làm người đứng đầu bộ phận SBU ở tỉnh Sumy. Ông Oleh Kamot làm người đứng đầu cục bảo vệ bí mật chính phủ và cấp phép thuộc SBU. Hồi giữa tháng 2, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine ông Alexei Danilov đã thông báo về việc cách chức một số nhân vật trong lực lượng an ninh của Ukraine. Lần đầu lãnh đạo tối cao của Iran lên tiếng về vụ nữ sinh bị đầu độc. Vào ngày 6 tháng 3, người đứng đầu tối cao của Iran nói rằng nếu vụ đầu độc học sinh được chứng minh, những kẻ đứng sau tội ác này sẽ bị kết án tử hình và sẽ không có ân xá cho họ. Hãng thông tấn nhà nước IRNA đã dẫn lời ông Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 6 tháng 3. Đây là lần đầu tiên ông lên tiếng công khai về việc hàng trăm nữ sinh phải nhập viện nghi do đầu độc, theo Guardian. Các nhà chức trách đã thừa nhận các cuộc tấn công tại hơn 50 trường học trên 21 trong số 30 tỉnh của Iran kể từ tháng 11 năm 2022. Giới chức Iran chỉ thừa nhận chúng trong những tuần gần đây và không cung cấp thông tin chi tiết về những người có thể đứng sau các vụ tấn công này hay các loại hóa chất nào đã được sử dụng. Bộ trưởng nội vụ của Iran đã cho biết vào cuối tuần vừa qua, nhà điều tra đã thu thập được các mẫu đáng ngờ nhưng không nói chi tiết. Ông cũng kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và cáo buộc những kẻ thù giấu tên kích động sự sợ hãi để phá hoại đất nước. Ông cho biết rằng ít nhất là 52 trường học đã bị ảnh hưởng do nghi là bị đầu độc, trong khi truyền thông khi Iran đưa tin con số này lên hơn 60. Ít nhất là một trường hợp nam sinh được cho là cũng bị ảnh hưởng. Bộ Y tế của Iran cho biết các nữ sinh có thể bị đầu độc nhẹ trong khi một số chính trị gia nói rằng vụ tấn công này có thể đến từ những người phản đối cho phụ nữ đi học hiện vẫn chưa có kết luận chính thức về hàng trăm nữ sinh đã bị bệnh trong nhiều tháng qua các báo cáo cho thấy ít nhất 400 học sinh đã bị bệnh kể từ tháng 11 năm 2022. Ông Vahidi cho biết hai nữ sinh vẫn phải nằm bệnh viện vì các bệnh mạng tính, không có trường hợp tử vong nào được báo. Những đứa trẻ bị ảnh hưởng trong vụ đầu độc đã phản ánh về đau đầu, tim đập nhanh, cảm thấy mê man hoặc không thể di chuyển. Một số mô tả người thấy mùi quýt, clo hoặc là chất tẩy rửa. Vợ Việt chồng Singapore bị tòa Singapore phạt 17.000 đô la vì phạm luật chống khỏa thân và tục tiểu. Một đoạn video từ New York Times cho thấy người phụ nữ Việt mặc áo hai dây hở vai và quần short rất ngắn đi dạo bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Singapore. Cô nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy, sau đó cô đã kéo áo xuống để lộ một bên thân hình của mình cho người bạn tình đang quay cô cô là Nguyễn Thị Anh Thi và chồng của cô là Jeffrey Chu, nói rằng không ai thấy họ làm video này từ hồi tháng 5 năm 2020. Một ngày sau thì Chu đã đưa nó lên một kênh riêng mà anh đã tạo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, chủ yếu dành cho những người tham gia vào nhóm trao đổi bạn tình. Số lượng của những người trong nhóm ngày càng tăng và video đã nhanh chóng bị rò rỉ ra ngoài. Hai năm sau, một tòa án ở Singapore đã phạt hai vợ chồng này 17.000 đô la nói rằng đoạn video cũng như các bức ảnh khác của cô Nguyễn trong nhiều trạng thái không mặc quần áo đã vi phạm luật chống khỏa thân và tục tiểu của Singapore. Hai người cũng bị kết tội, cung cấp và tiếp tay cho những thông tin sai lệch. Tại Singapore, việc này rất nhạy cảm đối với nhiều người. Những người ủng hộ Chu và Nguyễn đã đặt câu hỏi tại sao hoạt động tình dục giữa hai người trưởng thành đồng thuận vẫn bị coi là tội phạm, Hai người chỉ ra rằng Singapore cho phép gái mại dâm ở khu đèn đỏ được quản lý, trong khi hàng trăm gái mại dâm hoạt động trong các quán karaoke được kiểm soát lỏng lẻo. Họ cho rằng việc chính phủ bắt họ trong khi những nơi này vẫn tồn tại là đạo đức giả. Nhưng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Singapore Josephine Teo đã nói vào năm ngoái khi trả lời một câu hỏi về mạng OnlyFans rằng chính phủ phải bảo đảm rằng các nền tảng tạo nội dung như vậy không khiến người Singapore có nguy cơ bị lợi dụng và lạm dụng, đặc biệt là giới trẻ của chúng tôi. Sau khi bị kết án, Chu và Nguyễn đã rời Singapore và đến sống tại Sài Gòn ở Việt Nam. Đây là quê hương của Nguyễn. Họ nói rằng họ đã bị trừng phạt một cách bất công là những người lệch lạc tình dục khi tất cả những gì họ đang làm chỉ là khám phá một lối sống. Tên Việt Nam, Việt Nam nợ chồng chất nhưng lại là chủ nợ của Mỹ với gần 37 tỷ đô la. Cuối tháng 2 vừa qua, Bộ Tài chính của Mỹ đưa ra bản tóm lược tình hình nợ của chính phủ cho tới cuối năm 2022. Rất nhiều nước buôn bán với Mỹ đã không đem hết tiền về mà để lại ở Mỹ để tái đầu tư dưới hình thức mua trái phiếu chính phủ là Treasury Bond. Bản danh sách các chủ nợ chính yếu của Mỹ chỉ đưa ra 38 nước, còn những nước có số nợ ít hơn thì không đưa tên. Trên đó Việt Nam đứng hàng thứ 36 với số công trái của Mỹ là gần 37 tỷ đô la nước đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ là Nhật Bản với hơn 1.076 tỷ đô la. Chủ nợ lớn thứ nhì là Trung Quốc với hơn 868 tỷ đô la. Thứ ba là Anh Quốc 654,5 tỷ. Tính tới cuối năm 2022, Mỹ đang nợ các nước khác hơn 7.314 tỷ. Năm 2022, Việt Nam thẳng dư thương mại với Mỹ hơn 116 tỷ đô la, tái đầu tư một phần tiền thẳng dư thương mại với Mỹ vừa để xin lời, vừa là nơi giữ tiền an toàn và bảo đảm. Nhưng mặt khác, theo bản tin công bố nợ công của Bộ Tài chính Việt Nam, Việt Nam đang nợ nước ngoài khoảng 139 tỷ, tương đương là 38% tổng sản phẩm quốc gia GDP. Trong đó, nợ của chính phủ khoảng 47 tỷ và nợ các doanh nghiệp khoảng 93 tỷ. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới World Bank, Việt Nam, nợ của ngân hàng này là 16 tỷ đô la. Nước Nhật là chủ nợ lớn nhất của Việt Nam, lên tới 14,6 tỷ đô la vào năm 2021, kế đến là ngân hàng phát triển Á Châu với 8,1 tỷ. Một bản tin hồi tháng 8 năm 2022 cho hay, mỗi đầu người Việt Nam, bất kể già trẻ lớn bé, đều phải ôm một món nợ tổng cộng là 37 triệu đồng hay khoảng gần 1.600 đô la. Thật ra công trái của Mỹ được công nhận như một trong những hình thức đầu tư tài chính vừa an toàn nhất, vừa ổn định, bảo đảm nhất trên thế giới. Bên cạnh đó đồng đô la được thế giới dự trữ sử dụng trong các giao dịch thương mại của thế giới. Công trái chính phủ Mỹ được xếp hạng tín nhiệm AAA vì an toàn nhất và thanh khoản cao tương đương với tiền mặt. Thêm nữa, chính phủ Mỹ đã trả lời định kỳ cho chủ nợ. Số tiền công trái Mỹ mà Việt Nam nắm giữ không phải là nhiều nhất từ trước tới giờ. Vào năm 2021, có lúc Việt Nam đã có 45,2 tỷ đô la công trái của Mỹ, tức là giờ này Việt Nam đã bán bớt hơn 18%. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan bỏ Lộc, lời đầu chúc sức khỏe đến anh chị và gia đình, xin mượn nơi này để tìm lại những người thân thương một thời tị nạn. Mình là Lê Hòa Bình, nhà 30 khu 8 trại PFAC Palawan Philippines, muốn tìm anh Phó Kỳ Văn, ngày trước làm counselor cho Minor Boys, nhà 30 khu 8 và đi định cư ở Toronto, Canada. Trước khi rời Việt Nam, sống ở Nha Trang và có người cô ở Ninh Hòa, gần Cầu Dinh, và mình cũng muốn tìm chị Trương Thị Hồng Hạnh, group 52 Bolinel, ở nhà 34 khu 8. Những ngày còn ở Palawan, chị có người bạn thân tên Hùng, định cư ở Canada. Khi còn ở Việt Nam thì chị sống ở Sài Gòn hay là miền Tây. Hy vọng anh chị cũng là fan ruột của Loan Lộc thì sẽ nghe được tin này. Em đã tìm anh chị lâu lắm rồi, mong quý bà con xa gần giúp đỡ và cảm ơn Loan Lộc nhiều. Số điện thoại liên lạc là 818 572 7665. 408 693 6557 716 907 5890 Bình Lê Hòa ở gmail.com Nếu như quý vị biết tin tức thì xin hãy liên lạc với anh Lê Hòa Bình Hồng Loan xin nhắc lại anh Lê Hòa Bình lúc mà đi vượt biên thì ở tại trại PFAC Palawan Philippines khu nhà là nhà 30 khu 8 anh đang tìm anh Phó Kỳ Văn ngày trước làm counselor cho Minor Boys nhà số 30 khu 8 và đã đi định cư ở Toronto, Canada. Trước khi rời Việt Nam thì anh sống ở Nha Trang và có người cô ở Ninh Hòa gần cầu Dinh. Và anh cũng muốn tìm chị Trương Thị Hồng Hạnh ở Group 52 Bolineo ở nhà số 34 khu 8. Những ngày ở Palawan chỉ có một người bạn thân tên Hùng và đã định cư ở Canada. Khi còn ở Việt Nam thì chị sống ở Sài Gòn hay là ở miền Tây. Rất là mong anh chị có nghe được tin này hay là quý vị có biết tin tức. Xin hãy chia sẻ dùm qua số điện thoại 818 572 7665 và số điện thoại 408 693 6557 cùng với số điện thoại 716 907 5890 hoặc là email bìnhlehoa.yahoo.com anh cho nhiều số điện thoại tại vì anh sợ gọi mà không liên lạc được. Chú tên là Đinh Văn Nhân, năm 1970, huấn luyện cơ khí ở trung tâm Hải quân Nha Trang. Sau khi tốt nghiệp, thuyên chuyển qua gian đoàn 63 tuần thám, đóng ở Phước Xuyên, Đồng Tháp 10. Chỉ huy trưởng là nhạc sĩ Trường Sa, và sau này đổi về đơn vị dương vận hạm Nha Trang Hải quân năm hiện đang ở Westminster, California, tìm các bạn cùng đơn vị, liên lạc nhân vì thất lạc trên 50 năm rồi, nhớ lắm, nếu có ai biết tin tức, xin liên lạc với nhân số điện thoại là 714 331 -4494, hoặc nhắn tin qua địa chỉ email hoang.9201.gmail.com Thành thật cảm ơn Loan Lọc nhiều lắm, chương trình rất hữu ích. Chúc hai cháu dồi dào sức khỏe. Dạ cảm ơn chú Lan Ngọc xin phép được nhắc lại Chú tên là Đinh Văn Nhân Vào năm 1970 chú làm huấn luyện cơ khí Ở trung tâm Hải quân Nha Trang Sau khi tốt nghiệp thuyên chuyển qua gian đoàn 63 tuần thám Đóng ở Phước Xuyên, Đồng Tháp 10 Chỉ huy trưởng là nhạc sĩ Trường Sa Và sau này thì đổi về Đơn vị Dương Vận Hạm Nha Trang Hải quân Số 505 Hiện chú đang ở Westminster, California Chú muốn tìm những bạn cùng đơn vị liên lạc với nhân đi vì thất lạc trên 50 năm rồi. Rất là nhớ, nếu có ai biết tin tức thì xin hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại 714 331 4494 hoặc nhắn tin qua địa chỉ email hoangdinh9201.gmail.com Rất mong quý vị cùng chia sẻ dùm Loan Lộc hai lá thư của ngày hôm nay cho quý vị. Rồi, ngày sáng ngày hôm nay trời đẹp quá, rồi Long là muốn làm gì đây? Đố đi. Đố ha, giờ ừ. dạ, để suy nghĩ coi câu đố nào Nó suy nghĩ chút xíu nha Rồi, suy nghĩ ra rồi Nay <laughs> đố mà đặt suy nghĩ phải suy cái chuyện cười suy nghĩ thôi Đố suy nghĩ à, Đố là chuyện cười cũng phải nghĩ Cái, cái đố, câu đố nào hoặc là cái chuyện cười nào Nó hơi vui vui chứ, phải không Rồi, đó đi Đố loan nha, đố loan về cái um, Cây đi, cây. các cây nha ừ. Đố loan, cây gì Mà nó có hai cái càng Cây mà có càng hả? Ừ. Không phải con hả? Hả? Không phải con. Không phải con cua. <laughs> con cua có hai càng tám chân. Ừ. Cây gì có hai càng ừ. mà có chân không? Không biết. Cây sống hay là cây chết? Sống á, à. đụng nhúc nhích, nhúc nhích luôn á. À. Đụng nó nhúc nhích hay tự động nó nhúc nhích? Đụng thì nó nhúc nhích thôi. <laughs> đụng nó nó nhúc nhích à. Ừ. Cái gì có hai cái càng? này chắc không phải cây quá à. mẹ không, ừ. phải không? À. mẹ Mẹo. người ta gọi là cây mà ai cũng nói cây không như nhìn thấy cái đó không dám nói con nhưng mà phải cây trồng đúng không từ đất lên à từ đất lên từ đất lên cây này đó từ đất chui lên à không từ đất mà nó có cái cây này làm bằng đất à không nhưng từ dưới đất <laughs> Ông nói lát nói gì tùm lum lá trơn rồi, không biết gì luôn á. Rồi, à, về thua đi. Không. 3, 2, 1. Chưa, từ từ. Đang nói chuyện chưa có suy nghĩ mà bắt người ta thua ăn gian quá. không? Cây gì có hai cái càng, cây gì? Thì đó lập cho lần cái gợi ý đó là cái này từ ở dưới đất. Ờ, à, nó có hình thành cái này đó. à hiểu rồi. Hiểu gì đó là gì? Cái đó, cây mà nó nhìn cái gì đây? cái gì vậy Long? <laughs> Long làm gì Long? cắt cắt một cái đó là cây kéo hai cái càng cái gì có hai cái càng cây kéo chính xác là mà hết hồn bởi bởi vậy để ngay 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 đây bởi vì sợ phải trả lời ngay cây kéo chính xác ừ. từ dưới đất lên đó đất bằng sắt sắt dưới đất <laughs> lấy lên nó nóng thành cái kéo mở sắt đúng rồi chỉ sắt đầu nằm sẵn cho lon vậy thôi bây giờ đổi cái khác đi nói về cái đó sao dễ dễ trả lời quá nói về các loại à, lo, lo đi chợ thường lon biết mà các loại rau đi rau gì không trồng không tưới muôn hình muôn vẻ miệng cười khen ngon rau gì ừ. không trồng không tưới không trồng không tưới mà muôn hình muôn vẻ ừ. không trồng ông tưới vậy là không phải rau thiệt rồi rau gì ừ, rau. giỡn mua rồi à? rau bán <laughs> rau giặt <laughs> đúng rồi rau giặt <laughs> nhưng mà đâu phải phải lộc đâu có nói rau nhiều khi lộc nói vậy đó rau rau gì ba hai một ngon lắm hả ngon lắm hả Rêu. Mà cười ngon phải không Từ từ mới, thói quá à. nó lâu đố rồi cho người ta suy nghĩ lâu chút đi Đố là mình có thời gian Chứ mình để thời gian lâu quá thì nghĩ ra rồi Đúng không? Mình phải có thời gian quy định nần hoàng Chẳng hạn như là 10 giây chẳng hạn Nãy giờ hơn 20 Đấy, giây đi, rồi Để 10 đi 3 giây thôi 3 <cười> <cười> 2 <cười> 1 Ăn gian quá à Nó mời <laughs> rồi tổn xuống còn 3 Nhưng mà hồi nãy giờ tính rồi tính. Ta tưởng là có được 10 giây suy nghĩ Rồi xong rồi đó Rồi <laughs> vậy rau câu gì rau câu rau câu á rau câu là cái gì thì mấy chị hay làm rau câu cà phê rồi lấy dứa rồi hình đẹp lắm Mua hình muôn vẻ nhưng à. có quan trọng là miệng cười khen ngon ăn ngon đúng, đúng không đúng không đúng không chính xác <laughs> rau gì không trồng không tưới miệng muôn hình muôn vẻ miệng cười khen ngon tại vì có thể làm đủ thứ hình hài hết ừ. mà cái ăn vô ăn nó ừ, ngon ha rau câu à, công nhận nhiều chị làm rất là khéo ha ừ. làm rau câu mà khắc hình này nọ ừ. oh, có rau câu mà 3d có nghĩa là nhìn vô bông hoa đó. mà nó từng laser 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 như nè nhìn giống như cái bông hoa thiệt luôn như đó Quá rất là, là khéo tay luôn ừ. Ừ. Ok. Ngày hôm nay Lộc Loan kính gửi quý vị một số thông tin về nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Và luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mua đồ gì làm rốt cầu ăn. <laughs> Không có khắc hình nha.